Xuyên à? Dạ. Giờ này bên ngoài thời tiết như thế nào vậy em? Giờ này chắc cũng tầm bốn mấy độ chứ nhiêu đâu. Còn trong nhà mình em mở máy lạnh bao nhiêu vậy? Em mở có 16 độ. Gì vậy? Gì vậy? Chị trời, hèn chi chị lạnh quá. Chứ em hỏi chị nè, bây giờ ở ngoài trời hả, nhiệt độ là bốn mấy độ không à, nó rất là nóng. Mà trong nhà mà mình không mở cái nhiệt độ là 16 độ như vậy, nó sẽ gọi là nó cân đối được. Cho nên là em phải mở như vậy. Bây giờ mà chị bước ra ngoài đường hả, chị đưa cái miếng thịt bò ra nướng một cái là nó khét luôn á. Cũng may là thằng Tý á, nó làm trong văn phòng không có mái che này nọ, chứ cực nhất là những người mà họ phải đi ngoài đường. Ê, họ làm nghề giao hàng. Trời ơi, mới nhắc. Trời nóng quá trời. Dạ. Vô nhà máy lạnh phà phà mát dễ sợ. Em mở 16 độ mà. 16 độ hả? Ủa? Gì tự nhiên? Ủa? Tý? Tý? Ủa? Nó bị sao vậy Xuyên? Tý, Tý, Tý. Tý, em. Tý. Sao có sao không vậy? À, không sao đâu. Xin lỗi, là mọi người lo lắng. Tự nhiên em xỉu ngang, em sốc nhiệt. Thì đâu có biết sao đâu, chị với anh Xuyên khiêng em vô, rồi thấy quần áo chật chội quá rồi thay đồ. Đúng cho rồi. Em thoáng ra nằm nghỉ ngơi. Hân, yên tâm đi, không sao hết á. Trời ơi, sức khỏe của em như trâu rồi chị. Trâu, hay quá hà. Mấy đứa đừng có ý sức khỏe, đừng có nghĩ tuổi trẻ mà như vậy, thấy không? Hồi nãy đó em về đó, tự nhiên em ngã ngang mà em đúng còn rồi. Cười chị với con Xuyên tưởng em đang giỡn không á. Mà sao giờ này tự nhiên em chạy về nhà rồi ngã ngang vậy? Em thì ở ngoài nóng quá, đâu biết đâu cái em chạy vô nhà em thấy mát quá thì vừa nói câu hết đó, rồi xong cái mặt em tối thui hết trơn á. Mắt em tối thui rồi em không biết gì hết. Mà sao giờ này tự nhiên em về nhà làm chi vậy? Tại vì em có công việc gần ở đây nên em ghé qua nhà, ai về bị vậy. Mà hồi nãy từ công ty về tới nhà trời nắng gắt như vậy, em có mặc áo khoác, đội nón, đồ bịt kính đồ không? Trời ơi, chị nói cái chuyện mà không thể không á. Không bao giờ mà ổng đi ra đường mà ổng mặc áo khoác, hay là ổng bịt khẩu trang, hay là ổng đeo mắt kiến đen vậy trơn. Cứ ngời ngời ổng đi vậy đó. Ôi trời ơi, như vậy đâu có được. Như vậy là hại da, hại sức khỏe. Đó em thấy không? Sốc nhiệt. Đó em thấy không? Em nói bao nhiêu lần rồi mà ổng có bao giờ ổng nghe đâu. Rồi đi làm vậy hàng ngày có đem theo cái bình nước theo bên mình để uống không? Trời ơi, chị nghĩ sao vậy? Hả, mặc đồ còn mặc áo khoác còn mặc nữa, nói chi là đem theo đứa. Ôi trời ơi, sao thằng bé này lớn rồi mà không biết lo cho bản thân gì hết đó, vậy? Em nói là ông phải cần lấy vợ đi để có một người vợ lo lắng chăm sóc cho ổng, mà ổng cứ như vậy hoài á. Trời ơi, hết sức mà nói. Những mâu thuẫn, những rắc rối cần tìm ra lời giải đáp. Hãy để các chuyên gia gỡ rối. Chào quý vị khán giả đến với chương trình Vitamin Hạnh Phúc. Về sốc nhiệt thì chúng ta có hai cái khái niệm là sốc nhiệt do nóng và sốc nhiệt do lạnh. Cách sơ cứu của sốc nhiệt thì đối với cái sốc nhiệt do nóng thì cái cách sơ cứu của chúng ta đầu tiên là chúng ta phải cô lập và đưa nạn nhân vào trong cái vùng mát trong, cởi bỏ quần áo và giải nhiệt cơ thể. Có nhiều cách giải nhiệt. Ở tại hiện trường thì chúng ta sẽ giải nhiệt bằng các cái nơi thoát nhiệt bằng các hốc tự nhiên, chẳng hạn như các vùng da mỏng, nách, bẹn, vùng khoeo, bằng các cái túi lạnh. Ở tại bệnh viện thì cũng thì được giải nhiệt ở tất cả các từ trong, ngoài và ở vùng nội tạng. Thì với một cái việc là sơ cứu ban đầu thì ngoài cái việc là chúng ta lo đưa bệnh nhân vào các cái nơi mát và thực hiện các bước trên thì chúng ta cần phải gọi đội ngũ y tế để được hỗ trợ. Đối với sốc nhiệt mà do cái tình trạng thay đổi đột ngột về nhiệt độ từ nắng vào trong lạnh đột ngột thì cũng xảy ra những cái trường hợp sốc nhiệt như là bệnh nhân đột nhiên là sốt cao, lạnh, đôi khi những cái triệu chứng tiêu hóa như là buồn nôn, vã mồ hôi và có thể có tình trạng thần kinh như là co giật, lú lẫn. Việc đầu tiên đó là cắt máy lạnh cho bệnh nhân nằm đầu thấp và có thể sẽ đắp một cái mặc dù là đang sốt nhưng có thể đắp một cái chăn mỏng. Trường hợp ảnh hưởng đến mạch huyết áp, ảnh hưởng đến các cái trình tự thần kinh thì chúng ta phải thực hiện quá trình hồi sức theo cái quy trình, và đồng thời cũng không quên là gọi cái đội ngũ y tế để được hỗ trợ.
để tìm hiểu thêm về vấn đề thay đổi nhiệt độ trong cơ thể, mời quý vị xem tập tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.